Trong video này, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm phòng ngủ Acoustic Suite của khách sạn 5 sao Acoustic Hotel. In this video, we will experience the Acoustic Suite bedroom together of the 5-star Acoustic Hotel. Tiền sảnh được lát bằng gạch bông xi măng cổ điển với hai màu trắng đen. The lobby is paved with classic cement tiles with two colors, black and white. Sử dụng tông màu đỏ trong nội thất phòng ngủ Acoustic Suite. Using red tones in the bedroom interior Acoustic Suite. Đồ gỗ trong nội thất là sự kết hợp tinh tế của các chi tiết sơn mài Việt Nam trên nền sơn đen. Chất liệu và màu sắc của đồ nội thất mang phong cách truyền thống của Việt Nam. The furniture in the interior is a delicate combination of Vietnamese lacquer details on a black painted background.
materials and colors of traditional Vietnamese style furniture. Một chiếc xích đu từ chất liệu nhựa tương tự như tre đan được trang trí ấn tượng ở góc phòng. Xích đu này rất tuyệt để đọc sách và ngắm cảnh thành phố. A swing from a plastic material to woven bamboo is impressive in the corner of the room. This swing is great for reading books and enjoying the city view.